Hạ nghị sĩ James Comer, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện, đã tổ chức một cuộc họp báo vào thứ Tư, để trình bày chi tiết những cập nhật mới nhất trong cuộc điều tra của ông về các giao dịch kinh doanh của Hunter Biden. Bằng chứng cho đến nay không liên quan trực tiếp đến Tổng thống Biden, nhưng cho thấy con trai ông có thể đã trục lợi từ tên tuổi nổi tiếng của ông. Hồ sơ về các hoạt động của Hunter Biden cũng lặp lại các giao dịch kinh doanh ở nước ngoài của các thành viên gia đình của một tổng thống khác. Khi còn đương nhiệm, cựu Tổng thống Trump vẫn có mối liên hệ với Trump Organization, ngay cả khi ông đã chuyển giao quyền kiểm soát công ty cho hai con trai là Donald Trump Jr. và Eric Trump. Mặc dù đội ngũ của Trump cho biết doanh nghiệp sẽ không tham gia bất kỳ giao dịch mới nào ở nước ngoài trong nhiệm kỳ của ông, các thành viên trong gia đình ông vẫn tiếp tục tham gia kinh doanh ở nước ngoài. Trong khi đó, con gái của Trump, Ivanka và chồng cô, Jared Kushner, tiếp tục theo đuổi lợi ích tài chính ở nước ngoài. Chúng tôi sẽ xem xét mọi thứ, Comer cho biết hôm thứ Tư khi được hỏi liệu ông có đang điều tra các giao dịch kinh doanh nước ngoài của Trump và gia đình ông hay không. Cựu con rể của Tổng thống Trump đã có một số giao dịch kinh doanh, phải không? Tôi không nói liệu tôi có đồng ý với những gì anh ấy đã làm hay không, nhưng tôi thực sự biết công việc kinh doanh của anh ấy là gì. Các doanh nghiệp của Biden là gì? Dưới đây là những điều cần biết về các câu hỏi về xung đột lợi ích được đặt ra trong các giao dịch kinh doanh ở nước ngoài của các thành viên gia đình Trump. Và cách chúng được so sánh với những gì đã biết về các dự án mạo hiểm của Hunter Biden. Donald Trump Jr. Khi Donald Trump đánh bại Hillary Clinton trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, ông nói rằng ông sẽ rời bỏ công việc kinh doanh bất động sản của mình, tổ chức Trump, để được điều hành bởi những người khác, chủ yếu là các con trai của ông, Donald Jr. và Eric. Trong suốt 4 năm cầm quyền, việc Trump liên tục có mối liên hệ với tổ chức Trump đã gây ra sự phẫn nộ và giám sát từ các đảng viên Đảng Dân Chủ và các cơ quan giám sát đạo đức, những người cho rằng ông đang vi phạm điều khoản về thù lao của Hiến pháp cấm Tổng thống thu lợi bất hợp pháp từ công việc kinh doanh của mình khi còn đương chức. Khi cha còn đương chức, Trump Jr. đã tới châu Á để quảng bá các dự án của tổ chức Trump. Trong một chuyến công tác tới Ấn Độ vào năm 2018, anh ấy đã xuất hiện cùng với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và phỉnh phờ việc đưa ra một bài phát biểu về chính sách, nhưng cuối cùng quyết định không làm như vậy vì cha anh ấy phải đối mặt với những lời chỉ trích rằng các giao dịch kinh doanh của gia đình anh ấy ở nước ngoài có thể ảnh hưởng đến cách tiếp cận chính sách đối ngoại. Trong chuyến đi đến Indonesia vào năm 2019 để giới thiệu hai khu nghỉ dưỡng sang trọng mang thương hiệu Trump đã được lên kế hoạch, Trump Jr. đã bảo vệ việc tiếp tục tham gia vào công việc kinh doanh của gia đình trước những cáo buộc về xung đột lợi ích. Một năm trước, tập đoàn của đối tác kinh doanh của ông, Haritani Sodipso, đã thông báo rằng họ đã nhận được nửa tỷ đô la từ một nhánh của chính phủ Trung Quốc để xây dựng một công viên chủ đề. Tani Sodipso, bản thân là lãnh đạo của một đảng chính trị Indonesia, cho biết các khu nghỉ dưỡng của Trump không được kết nối và không được hỗ trợ bởi nguồn tài trợ của Trung Quốc. Ngay cả trước khi cha đắc cử Tổng thống, Donald Trump Jr. đã là tâm điểm tranh cãi vì quyết định tham gia cuộc gặp khét tiếng với một luật sư người Nga ở Trump Tower, mà sau đó Donald Trump thừa nhận là nhằm giúp chiến dịch bị bôi nhọ về Hillary Clinton. Các chiến dịch chấp nhận sự giúp đỡ từ chính phủ nước ngoài hoặc từ công dân nước ngoài là bất hợp pháp. Cố vấn đặc biệt Robert Mueller sau đó đã điều tra cuộc họp đó và viết trong báo cáo về cuộc điều tra của mình rằng chính phủ khó có thể chứng minh ngoài sự nghi ngờ hợp lý rằng những người tham gia cuộc họp ngày 9 tháng 6 đã biết chung rằng hành vi của họ là bất hợp pháp. Eric Trump đã phục vụ cùng với anh trai mình với tư cách là giám đốc điều hành của tổ chức Trump, trong khi cha anh ấy còn đương chức. Và trong khi cả hai người đôi khi tham dự các sự kiện vận động tranh cử và chính thức, khi các cáo buộc về Hunter Biden quay cuồng vào năm 2019, Eric Trump cho biết gia đình ông không tham gia vào bất kỳ hoạt động kinh doanh quốc tế nào. Tuy nhiên, điều đó không đúng. Cùng năm đó, anh ấy đã đưa ra một dòng tweet ăn mừng cho một giai đoạn phát triển mới tại một cơ sở kinh doanh của Trump ở Scotland. Ivanka Trump từng là cố vấn cho Tổng thống trong chính quyền của cha cô và có văn phòng ở cánh Tây. Tuy nhiên, cô ấy vẫn tiếp tục sở hữu thương hiệu quần áo của riêng mình trong một năm rưỡi khi phục vụ tại Nhà Trắng trước khi đóng cửa vào năm 2018. Công ty phụ thuộc vào lực lượng lao động nước ngoài, với việc sản xuất được thực hiện ở các quốc gia như Trung Quốc và Indonesia. Quyết định đó được đưa ra sau khi cô nhận được một số nhãn hiệu cho các doanh nghiệp ở Trung Quốc vào cùng thời điểm cha cô nói rằng ông đang làm việc để giúp bảo vệ công việc tại một công ty viễn thông Trung Quốc. Các chuyên gia nói với New York Times vào năm 2018 rằng thời điểm dường như không có gì bất thường, nhưng tên tuổi nổi tiếng của cô ấy có thể đã mang lại lợi ích cho cô ấy trong quá trình này. Giống vợ Ivanka, Jared Kushner cũng từng là cố vấn cấp cao của Donald Trump trong nhiệm kỳ tổng thống của ông. Con rể của Trump tham gia sâu vào chính sách đối ngoại của chính quyền ở Trung Đông, kết bạn với Thái tử Ả Rập Saudi và cố gắng môi giới hòa bình trong khu vực.
Nhưng Kushner cũng tham gia vào các giao dịch kinh doanh trong khu vực trong giai đoạn này. Năm 2017, công ty bất động sản của gia đình anh nhận được 30 triệu đô la Mỹ từ Menora Mitachim, một trong những tổ chức tài chính lớn nhất của Israel. Đó chỉ là một trong những thỏa thuận mà công ty đã thực hiện với các kết nối với khu vực. Cùng năm đó, chị gái của Kushner đã quảng cáo cho tòa nhà ở New Jersey của gia đình cô khi ở Bắc Kinh, chào mời thị thực đầu tư đặc biệt cho các nhà đầu tư tiềm năng Trung Quốc. Mùa hè năm sau, Brookfield Asset Management đã thỏa thuận trả 99 năm tiền thuê tòa nhà chọc trời ở Manhattan mà công ty bất động sản của gia đình Kushner sở hữu. Một trong những nhà đầu tư của Brookfield là cơ quan đầu tư Qatar. Công ty cho biết Qatar không biết về thỏa thuận này trước khi nó được công khai. Gia đình Kushner trước đó đã tìm kiếm một thỏa thuận về tòa nhà với một công ty Trung Quốc. Hoạt động kinh doanh của Kushner ở Trung Đông vẫn tiếp tục sau nhiệm kỳ tổng thống của Trump. Ngay sau khi ông rời Nhà Trắng, một quỹ do Hoàng tử Ả Rập Saudi dẫn đầu đã đầu tư 2 tỷ đô la vào công ty cổ phần tư nhân của Kushner, trong khi các quỹ ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Qatar đầu tư hàng trăm triệu đô la. Một công ty khác do Kushner sở hữu một phần cũng nhận được tiền của Saudi. Các thỏa thuận đã bị chỉ trích ít nhất, nó đã tạo ra vẻ ngoài là Kushner đã hoàn vốn cho những nỗ lực của anh ấy khi còn ở Nhà Trắng. Giống như Donald Trump Jr., các cuộc gặp của Kushner với những người liên hệ với Nga trước cuộc bầu cử cũng bị giám sát chặt chẽ. Ngoài việc tham gia cuộc họp Trump Tower năm 2016 với Trump Jr., Kushner cũng nhiều lần nói chuyện với đại sứ Nga tại Hoa Kỳ trong và sau chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016. Hunter Biden. Hunter, con trai của Tổng thống Joe Biden, từng làm luật sư, nhà vận động hành lang và nhà đầu tư. Các mối quan hệ kinh doanh và tiền sử nghiện ma túy của anh ta là nguồn cung cấp thức ăn cho các bản tin truyền hình cáp và các cuộc điều tra của Ủy ban khi các đảng viên Cộng hòa nắm giữ quyền lực trong Hạ viện. Hunter Biden phục vụ trong Hội đồng Quản trị của Công ty Khí đốt Tự nhiên Ukraine, Burisma Holding từ năm 2014 đến 2019, và đạt được các thỏa thuận trị giá hàng triệu đô la với một công ty Trung Quốc. Không có thông tin công khai nào liên kết trực tiếp Joe Biden với các giao dịch kinh doanh của Hunter Biden. Những gì được biết về các giao dịch kinh doanh của Hunter Biden với các công ty Ukraine và Trung Quốc tạo ra ấn tượng rằng anh ta kiếm được rất nhiều tiền nhờ uy tín là con trai của Joe Biden, nhưng không có bằng chứng nào cho thấy các giao dịch kinh doanh của Hunter Biden đã ảnh hưởng đến các quyết định mà Joe Biden đưa ra khi được bổ nhiệm làm phó tổng thống hoặc tổng thống. Cũng không có bằng chứng rõ ràng nào cho thấy tiền từ các giao dịch kinh doanh của Hunter Biden đã từng đến tài khoản của Joe Biden. Các đảng viên Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện hứa hẹn sẽ tiếp tục cuộc điều tra của họ thông qua các chat hầu tòa bổ sung. Theo Tam, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.